giải thoát của vợ chồng anh chị không hơn. Xin phép chính thức được bắt đầu.
đầu đến người của bạn ở trước ngày hôm nay. Cũng đã đến giờ để tổ chức buổi lễ ra mắt cho tân gia chủ và cho các chị Trương Ngân trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Với một lần nữa chúng bạn ở trước cùng xin được long trọng kính mời toàn thể quý vị khán khách, quý vị khách quý. Chúng ta đã đang hiện diện tại khán phòng sảnh tiệc của vợ chồng anh chị ngày hôm nay. Quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tạm ngừng đúa một ít phút và cùng nhau hướng mắt lên sân khấu ngày hôm nay để tổ chức buổi lễ ra mắt cho vợ chồng anh chị Trương Ngân làm sao được thành công tốt đẹp và làm sao được thành công rực rỡ nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa chúng bạn ở trước cùng xin đến long trọng kính mời và thân ái kính mời toàn thể quý vị. Xin được đồng nhiệt chào mừng, chào đón toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì cậu mời các bác trẻ nam nữ thanh niên. Lời nói đầu tiên cho phép hải đăng xin được lớn lời cho vợ chồng anh chị Trương Ngân xin được gặp đến tình cảm của toàn thể quý vị quan khách. Một lời cảm ơn chân thành, một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đến giờ phút này đây để ra mắt cũng như dự kiến tới toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý đã và đang hiện diện tại khán phòng sảnh tiệc của gia đình anh chị Trương Ngân. Và sẽ không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Trân trọng kính mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau long lanh ánh nhìn hướng mắt về phía cánh cổng sân dạp ngày hôm nay để cùng chờ đón di diện của tân gia chủ. Đó chính là vợ chồng anh chị Trương Ngân sẽ cùng nắm tay nhau di chuyển lên sân khấu để ra mắt cũng như dự kiến toàn thể quý vị tân khách quý ngày hôm nay. Một lần nữa xin long trọng kính mời với người con gái yêu quý của mình để bước lên sân khấu để ra mắt của những dự kiến đến toàn thể quý vị tân khách quý ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và tiếp nối chương trình, ban tổ chức cùng xin được long trọng kính mời vợ chồng anh chị Thảo Phương và chồng và vợ chồng anh chị Lương Sơn cùng sẽ cùng nắm tay nhau di chuyển lên sân khấu và đứng cạnh vợ chồng em của mình, đó chính là vợ chồng Trung Hân, để ra mắt của những dự kiến toàn thể quý vị tân khách quý ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, một lần nữa cho ban tổ chức cùng xin được long trọng kính mời vợ chồng anh chị Lương Sơn ạ. Vâng ạ, và chắc hẳn là anh Lương hơi ngại một chút cho nên là chị Xuyến với chị Xuân này phải lên với nhau đây ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và bước lên sân khấu ngày hôm nay để ra mắt của dự kiến toàn thể quý vị tân khách quý, đó chính là một ngôi nhà khang trang sạch đẹp của vợ chồng anh chị Trung Hân đã bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị cũng như vợ chồng anh chị Thảo Phương và cũng như hai chị gái, đó chính là chị Xuyến và chị Xuân, đã bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và một lần nữa quý vị, chúng ta cùng nhau nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn, thân đồng nhiệt để chào đón đại gia đình nào quý vị. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Chim mơ tinh lại bà mẹ phi nông hạt sương anh chị bà nọ phù mê ý hay trùng hơn là tế hoa tế sơn cửa kiếm má hà lầy theo hôm nay cửa riêng này làng hân nhà ứ làng sùng nâng bây trông mơ hân bà ứ mơ nì ó nả thầy tà tinh lại bà mẹ phi nông trùng phủ lại côn cơ bà mơ mơ nì bà mẹ phi nông cần phân bìa bác cần thế là mơ xử lý vì hòa kiềng mắt tùm mắt tôm mắt môn hòm tòi chú hân phù mê ý hay trùng hơn mi hết mà làng sùng mưu nì ó nà khai ta thức lại bà mẹ bình ông cho phủ lại côn ban tổ chức xung lột xung làn của bấm mi sẵn hơn xưa lê sơ tân nà phù mê ý ai trùng hơn lê so sọc chúc ở thức lại bà mẹ bình ông cho phủ lại côn phủ diện về bản còn tướng trở bàn phủ diện cán mương còn tướng trở hù phủ về ca lệ ca ế bàn không phủ giữ nòng giữ nam mi bà tổ mông liêng lô tàu hóa mắt nhớ sùng dao phủ hết mi bờ sau lệ bờ phủ trở bàn phủ hết mi làn sau lệ làn phủ bó phăng yên hù phủ hết mi chủ sau đây ế chủ phủ cho lý cho khăn mấy đất bò mẹ phi nông nơ ban nào cứm tấn đi mi chủ từ mới đây của bố mi sáng ngày xưa là số mai nọ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay đây vợ chồng anh chị Trung Hân và cách đây mấy năm thì vợ chồng anh chị cũng đã cố gắng để trang trải cuộc sống của mình, và đến ngày hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2022 ngày hôm nay thì vợ chồng anh chị cũng đã làm được xây được một cái ngôi nhà tổ ấm cho riêng mình. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và có sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị tân khách quý ngày hôm nay đã đến chung vui để cùng chúc mừng buổi tiệc tân gia đại cát của vợ chồng anh chị. Và vợ chồng anh chị Trương Ân cũng đã hoàn thiện được một ngôi nhà khang trang khá là sạch đẹp và có thể nói rằng là cửa nhà cao cửa rộng, đúng không toàn thể quý vị? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và hôm nay đây ngày 21 tháng 12 năm 2022 tức ngày 28 tháng 11 năm nhâm dần, ban tổ chức sẽ không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố buổi tiệc tân gia đại cát của vợ chồng anh chị Trương Ân xin phép chính thức được bắt đầu. Và một lần nữa quý vị, chúng ta đều nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn nào quý vị.
Bố mẹ phía nào cần tổ mưu sợ nhớ gần tới bố mẹ ơi. Một lần nữa cùng xin được long trọng cảm ơn tình cảm và đoàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay. Một lần nữa cho ban tổ chức cùng xin được gửi lời cho vợ chồng anh chị Trung Hân. Long trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị tân khách quý chúng ta đã bớt chút thời gian và ngọt của mình để trở về đây để cùng tham gia tham dự buổi tiệc cơm thân mật của gia đình anh chị ngày hôm nay. Và không biết nói gì hơn, xin được gửi lời cho vợ chồng anh chị. Long trọng cảm ơn tình cảm của đoàn thể quý vị khách quý. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình. Bước sang năm mới năm 2023, tấn tài, tấn lộc, tiền vào là sự sống nha anh chị nhá. Và chúng ta sẽ có một năm đại thắng. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức cùng xin được long trọng kính mời cameraman sẽ nâng những ly rượu của ban tổ chức ngày hôm nay lên sân khấu để cho vợ chồng anh chị Trung Hân cũng như gia đình. Vâng ạ, và ngay giây phút ở đây trân trọng kính mời gia đình của chúng ta sẽ tạo thành một vòng cung hình chữ U để chạm ly nhau xin mời. Và một lần nữa cho bạn được chúc cùng xin được long trọng kính mời tất cả thể quý vị toàn khách quý vị khách quý ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau rót rượu vào chén của mình. Đây thật đầy và nâng cao thật cao để cùng uống với đại gia đình vợ chồng anh chị Trung Hân ngày hôm nay nào không quý vị ơi. Lại con xưa mày xưa mẹ và mẹ bị đồng cho phổ lại con á. Ốc cần ở khái lầu sau chén ham ăn tìm. Ốc cần nhót chén lầu cần sung. Kim lầu tới chú hơn à phổ mẹ ai chú hơn mà đi. Bấy lầu chẹp nừng hả bắt mồn bắt hòm nó phổ mẹ bị đồng ơi. Vâng ạ, trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ hướng đi về phía bên dưới để mời toàn thể quý vị. Và chúng ta sẽ cùng nhau 1, 2, 3 rô 1, 2, 3 uống và 1, 2, 3 chúc mừng buổi tiệc tân gia đại khác nha quý vị. Và tất cả người chúng ta đã sẵn sàng chưa hả? Phổ mẹ bị đồng ơi. Lạnh nghĩ là số 7, số mẹ bà mẹ bình đồng ấy học cả nhót trên lâu cái nữa bà mẹ nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly rượu của mình và cùng hướng lên sân khấu được không anh chị? Chuẩn bị đi nào. 1, 2, 3. Nhưng mà phải rô thật to nha anh chị nhá. Chúng ta phải rô thật to với Hải Đăng nhá. Chuẩn bị đi nào. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Chúc mừng tân gia đại cát. Xin mời toàn thể quý vị quan khách cũng như gia đình anh chị sẽ uống cạn ly rượu đầu ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, xin được long trọng cảm ơn toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý rất nhiều. Và ngay giây phút ở đây để cùng nhau tranh thủ mời rượu mời cơm từ toàn thể quý vị tân khách quý ở bên dưới. Trân trọng kính mời vợ chồng anh chị Trung Hân cũng như các anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển xuống từng bàn tiệc cơm tiệc rượu để cùng nhau mời rượu mời cơm từ toàn thể quý vị tân khách quý ngày hôm nay. Trân trọng kính mời đại gia đình xin mời.